kính mời tất cả các ông chí đại biểu, các cụ, các bà đại diện cho các bậc thông gia và các anh chị em bạn bè nam nữ thanh niên của các cháu cũng như là của tất cả các con cháu anh em họ Vũ để chúng ta vào trong nhà thờ để tham quan và dâng hương. Trải hơn 12 thế kỷ, dòng tộc Vũ võ Việt Nam danh thơm ngát từ bao đời, kết cây truyền thống vinh quang. Đạo thánh hiền luôn thánh giả, tình con nhục mãi quy tâm, tu thân vẹn tròn tài đức. Võ sông toàn họ Vũ Việt Nam chung bài ca, đoàn kết đồng tâm chung một nhà, đem lại bao đời khang ninh phúc lộc họ giữ gìn. Chương trình văn nghệ chào mừng lễ khánh thành phụng tổ đường Vũ Trí Lộc bắt đầu. Thưa quý vị thân mến, lời đầu tiên cho phép công tử xin gửi tới toàn thể quý cô và các bác cô chú chị những lời chúc sức khỏe trân trọng và đồng nhiệt. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thưa toàn thể quý vị bà con họ tộc gần xa, trong không khí xuân Quý Mão 2023, hôm nay ngày 11 tháng 2 năm 2023, dòng tộc họ Vũ Xuân Lương Yên Thế Bắc Giang long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà thờ tổ họ Vũ. Cho phép tôi xin nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, của toàn thể quý vị bà con cháu nội ngoại xa gần đã hội tụ đông đủ cho buổi lễ khánh thành nhà thờ tổ hôm nay. Kính thưa quý vị, nhà thờ tộc họ tổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống tâm linh với đa số người dân Việt Nam, là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi ngày giỗ, ngày Tết con cháu hội tụ cùng nhau kính cẩn dâng hương tưởng nhớ tri ân các bậc tổ tiên, là nơi con cháu bày tỏ ước mong nguyện cầu để tổ tiên phù hộ độ trì che chở cho con cháu muôn đời được hồng ân phúc ấm. Nhà thờ cũng là nơi lưu giữ những gia phả sổ vàng công đức, nơi vinh danh các bậc hiền tài để con cháu học tập và noi theo, với đạo lý uống nước nhớ nguồn và ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Với tấm lòng hiếu kính tri ân bậc tổ tiên, con cháu họ tộc họ Vũ cùng nhau chung tay góp sức xây dựng nhà thờ họ đẹp đẽ và khang trang như hôm nay. Và trong một không khí tuyệt vời như thế này thì chắc chắn không thể nào thiếu được những tiết mục văn nghệ để chúc mừng. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với tiết mục văn nghệ đầu tiên. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chương trình văn nghệ để chào mừng lễ khánh thành từ đường Vũ Tri Tộc đến đây kết thúc. Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn tất cả các đoàn văn nghệ đã đến giúp cho ban tổ chức cái buổi văn nghệ thành công tốt đẹp. Xin đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Thế và tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu với toàn thể các đồng chí, trong các bác, các cụ trong hội nghị là có lãng hoa của Hội Họ Vũ tỉnh Bắc Giang thì cũng đã gửi đến ban tổ chức, và lãng hoa của các con cháu, các ông bà thông liên gia của ông Vũ Quang Vinh, và lãng hoa của các con cháu họ Vũ nội tộc ở xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Xin đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác, anh chị em nội tộc, ngoại tộc và các bậc thông gia với gia đình họ Vũ, cùng các anh chị em, bạn bè, thân tình, công tác, đồng chí, đồng nghiệp của các anh, em, con, cháu trong họ, cùng toàn thể các quý vị đại biểu khách quý trong phòng lễ. Hôm nay, ngày 11 tháng 2 năm 2023, tức là ngày 21 tháng 1 năm Quý Mão, trong không khí tưng bừng phấn khởi của những ngày đầu xuân Quý Mão năm 2023, họ Vũ chúng tôi tại bản Nam Cầu, xã Xuân Hương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, xuất thân từ Xuân Hy, làng Xuân Hy, xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Vào năm 1963, hai cụ ông Vũ Hoàng Bảo và ông Vũ Viết Mân nghe theo tiếng gọi của Đảng đi xây dựng kinh tế mới ở miền núi đợt 2 tại bản Nam Cầu, xã Xuân Hương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Từ đó tới nay, hai cụ và các con cháu của các cụ đã coi vùng đất quê hương thứ hai này là về ổn định đời sống, và nơi đây bà con lối xóm cùng sống với bà con lối xóm, từng bước xây dựng bản làng văn hóa sáng, xanh, sạch, đẹp. Trải qua 60 năm sinh sống và phát triển, con cháu quê quần đoàn kết đoàn tụ trên mảnh đất quê hương yêu dấu này. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các quý vị khách quý, anh chị em cùng các con cháu trong phòng lễ, nhà có phả tộc như nước có sử sách, đấy cũng là để dạy bảo cho con cháu mai sau biết rõ hơn về cội nguồn, làm là càng lâu đời thì càng không thể quên. Đại Việt ta thì còn có văn hiến, các dòng họ đều có tộc phả, đã là con cháu của dòng họ ai cũng biết về, cũng muốn biết về cội nguồn, về nguồn gốc của tổ tiên mình, truyền thống của ông bà cha mẹ của chúng ta trong dòng họ, và luôn luôn hun đúc tình cảm biết ơn các bậc tổ tiền nhân đã sản sinh ra lớp lớp con cháu để nối tiếp nhau để phát triển dòng họ của chúng ta càng ngày càng đông vui và rộng lớn hơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cây có gốc, nước có nguồn, người ta sinh ra ai ai cũng có dòng máu trực thuộc của một hệ thống, cho nên bắt đầu từ tổ tiên đến ông bà cha mẹ rồi đến các con các cháu chắc chút, cho nên người ta gọi là một dòng máu trực thuộc. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể các quý vị đại biểu, về đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, nhận thức được như vậy, các thế hệ con cháu họ Vũ cùng chúng tôi đã đoàn kết cùng nhau góp sức người sức của, vận động con cháu nội ngoại đóng góp cúng kiến để xây dựng nơi thờ tự là phụng tổ đường Vũ Tri Tộc, mục đích là tạo cho các thế hệ con cháu hương hoa tri ân tổ tiên, và nơi đây ngày giỗ ngày tết cùng nhau mọi người trong họ kính cẩn dâng hương dâng lễ để tưởng nhớ tri ân các bậc tiên tổ, và là nơi con cháu bày tỏ ước mong nguyện cầu tổ tiên phù hộ độ trì cho con cháu nhiều sức khỏe đại phúc đại lộc, và nơi đây cũng là nơi lưu trữ gia phả sổ vàng ghi công đức cho dòng họ, và nơi lưu danh những con cháu có công có sức phục vụ cho quê hương đất nước và phục vụ cho dòng họ, là nơi vận động của các con cháu xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài của dòng họ, nơi diễn ra hàng năm tổ chức trung thu vui chơi cho các cháu. Đại gia đình họ Vũ chúng tôi cùng con cháu trai gái dâu rể đồng tâm hiệp lực xây dựng được nơi thờ tự như ngày hôm nay. Kính thưa các cụ,
các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý về dự với buổi lễ hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông Vũ Anh Ninh, Chủ tịch Hội Vũ Võ tỉnh Bắc Giang, nguyên đại tá công an tỉnh Bắc Giang. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ tịch Hội Vũ Võ tỉnh Bắc Giang, kiêm Chủ tịch Hội Vũ Võ huyện Nàng Giang, nguyên đại tá công quân đội. Xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng ông Vũ Chí Hội, nguyên đại tá công an tỉnh Bắc Giang, hiện là ủy viên ban chấp hành Hội tỉnh Bắc Giang, kiêm Chủ tịch Hội Vũ Võ thành phố Bắc Giang. Xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng ông Võ Điệp Hùng, Chủ tịch Hội Vũ Võ huyện Yên Thế, ông Vũ Minh Châu, Phó Chủ tịch Hội Vũ Võ huyện Yên Thế. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Cát, trưởng họ Vũ Hoàng Long, Tân Hiệp, Yên Thế cùng một số anh em họ Vũ của các địa phương cùng về dự buổi lễ. Xin trân trọng nhiệt liệt chào mừng ạ. Ở địa phương xin trân trọng giới thiệu các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể và ban các mặt trận bản Nam Cầu đã có mặt. Xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng ạ. Các dòng họ trong xã có các xin trân trọng giới thiệu để duy trì tốt các quỹ khuyến học, như quỹ có dòng họ họ Đoàn, họ Thân, họ Dương, họ Nguyễn đã có mặt đông đủ. Xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng ạ. Ở bản có dòng họ Nguyễn và dòng họ Phạm, các ông chí, các ông bà đại diện cho các họ đã có mặt. Xin đề nghị nhiệt liệt chào mừng ạ. Về phía gia đình chúng tôi xin trân trọng giới thiệu của các cụ, các ông, các bà đại diện cho các bậc thông gia, các cụ, các bà và các con cháu trong họ, các ông, các bà đại diện cho các dòng họ trong bản, các ông, các bà và các anh chị em là tình bạn và con cháu của trong dòng họ có đông đủ các con cháu nội ngoại ở quê hương Xuân Thủy, Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng ạ. Có các ông, các bà đại diện các anh em con cháu ở Định Hóa và phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cùng toàn thể anh chị em con cháu chắc chút nội ngoại bên ngoại gần xa có đông đủ. Nhân dịp đầu xuân mới Xuân Quý Mão, thay mặt ban tổ chức và gia đình xin kính chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà, anh chị em cùng toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý năm mới có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui và thành đạt trong cuộc sống. Xin đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Ban tổ chức xin thông qua một chương trình làm việc, cái thời gian từ 7:30 đến 8:30 và đón tiếp đại biểu từ 8:30 đến 9:00 làm lễ dâng hương, và 9:00 đến 9:30 là văn nghệ chào mừng và chương trình tặng hoa thì chúng tôi đã làm trước. Thế và từ 9:30 đến 10:00 là tổ chức khai mạc để người ta làm, và từ 10:00 đến 10:30 là phát biểu của các anh chị em con cháu trong họ và các quý vị đại biểu. Từ 10:00 đến 10:30 đến 11:30 bế mạc, và trân trọng kính mời toàn thể các cụ, các bà và các quý vị đại biểu, khách quý về dự bữa cơm thân mật đầu xuân cùng với các anh em con cháu họ trong họ. Và tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Quang Vinh, trưởng ban tổ chức lên khai mạc buổi lễ. Thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, các bác, các bậc thông gia của đại gia đình họ Vũ cùng các anh chị em bạn thân tình, bạn công tác, đồng chí, đồng nghiệp của các anh em con cháu trong họ cùng toàn thể các quý vị khách quý trong phòng lễ. Trong thời gian vừa qua, gia đình họ Vũ chúng tôi, tất cả anh chị em con cháu đồng tâm hiệp lực xây dựng được ngôi nhà tổ đường, tuy không to nhưng cũng đủ để các con, các cháu trong họ tri ân công đức tổ tiên để ngày dỗ, ngày Tết
con cháu trong họ gặp mặt đông đủ, dâng hương hoa lên tổ tiên, bày tỏ ước mong nguyện cầu tổ tiên phù hộ độ trì cho con cháu nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hôm nay họ Vũ chúng tôi tổ chức khánh thành tổ đường Vũ Di Đọc. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các quý vị khách quý và đông đủ con cháu trong họ có mặt chia vui cùng anh chị em chúng tôi. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà, quý vị đã bớt chút thời gian về dự lễ. Xin kính chúc tất cả các quý vị khách quý nhân dịp xuân Quý Mão có nhiều niềm tin, nhiều hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Công Vinh thay mặt cho ban tổ chức xin đã đến khai mạc. Thế và tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Thế là phụ trách công tác xây dựng nên báo cáo kết quả xây dựng nhà từ đường Vũ Chi Tộc. Xin kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các ông, các bà và toàn thể con cháu trong gia đình của Vũ chúng ta. Thì tôi xin trước đọc cái bản báo cáo xây dựng. Từ sự nhất trí của anh em con cháu họ và ban tổ chức, tôi thay mặt ban xây dựng kiến thiết nên đọc bản báo cáo công tác xây dựng nhà từ đường họ Vũ Chi Đọc trong năm 2022. Anh chị em con cháu trong họ thực hiện ý nguyện của anh Vũ Đức Nợ khi là trưởng họ của một chi ở bản Năm Cầu, Xuân Đường, Yên Thế, Bắc Giang. Nay anh không còn nữa, nhưng chị Phạm Hồng Thái cùng các em và con cháu nội tộc họ Vũ thống nhất xây dựng trên diện tích đất khoảng 160m² của gia đình anh Vũ Đức Nợ và chị Phạm Thị Hồng Thái hiến để xây dựng. Ngay từ đầu năm 2022, qua một thời gian dài, đại gia đình đã cùng nhau tham khảo nhiều mẫu nhà khác nhau, sau đó quyết định lựa chọn xây dựng theo mẫu ở quê hương Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Định. Nay cháu Nguyễn Văn Xuân, cháu Hải, cháu Viên là con cháu của ông Nguyễn Văn Phước, cũng là con cháu trong gia đình đã giúp thiết kế và xây dựng ngôi nhà ba gian diện tích khoảng 60m². Tổng dự toán của ngôi nhà hoàn thiện khoảng hơn 600 triệu. Trên sự đóng góp của 19 xuất đinh của con cháu của cụ Vũ Hoàng Bào và cụ Vũ Viết Mân Em. Mình chính lại chỗ này, tính là ở trong họ cụ nhà này là có hai ông tên ông Mân. Thế cho nên là ông một ông Mân anh là ông ở trong miền Nam. Thế và ông Mân này là ông Mân Em, gọi là ông Mân Em. Thế là trong nói như thế để mọi người hiểu cái chỗ đấy. Mỗi suất là trên 35 triệu. Thời gian thi công xây dựng 9 tháng. Từ 10 tháng 4 năm 2022 đến 22 tháng 12 năm 2022. Vật liệu chủ yếu là gạch và xi măng. Trong đó gạch đỏ là 2,5 vạn. Xi măng là bằng 30 tấn. Sắt thép thì báo cáo với tất cả các ông các bác mọi người là thực ra thì nó sắt cây rất ấy luôn, là nhiều khi nó cũng chưa kiểm soát được, nhưng là cũng chưa kiểm soát thì thôi mọi người, cái chỗ này thì nó không nhiều. Công thợ xây là tổng là 500 công, trong đó công thợ kỹ thuật là 350 công, công thợ phụ là 150 công. Với thiết kế chiều sâu ngôi nhà là 8m, chiều dài ngôi nhà là 7m, chiều cao ngôi nhà là 8m3. Hình thức xây dựng đổ khung cuốn sang gạch ba vòng, xong đổ mái và lợp ngói mũi hàn ong.
tôi xin nói thêm cái chỗ cái mái nhà này một chút để mọi người hiểu. Chắc chắn là mọi người đã tham quan, thế nhưng mà thực ra thì nếu như mà nhìn ở đấy thì cũng không biết là cái thiết kế bên trong là thiết kế như nào. Thì tôi xin nói, tôi là người trực tiếp được giám sát, thì mà tôi được biết thì tôi sẽ nói thêm cái chỗ này một chút. Là cái nhà này là cuốn bằng gạch, bằng hai lượt gạch cuốn tròn như này. Thế và sau cái đó là đổ một lượt mái bê tông, là mái dốc. Thế và sau cái đó là dán ngói lên từ trên cái mái bê tông đấy. Vị trí là cái mái này nó phải dày tầm khoảng 4 đến 50 phân, từ cả gạch, cả bê tông, cả ngói là nó phải dày như thế. Nhưng mà trong giữa nó lại rộng các bác, nó lại lạ thế. Trước cửa hai cột gọi là cột đồng trụ, có nghĩa là hai cột hai bên là gọi là hai cột đồng trụ. Các chữ ở nhà từ đường hình thức như sau. Trên cùng chữ Nho là Thủy Nguyên, gốc của dòng họ. Bốn câu đối cột trước cửa chữ Nho. Cột một là Tổ Đường Bách Thế Hương Hoa Tạ, có nghĩa là cái cột bên tay phải này, à bên tay trái này, và cái cột bên tay phải bên kia là cột hai. Cột Duệ, à Duệ, cột hai là Duệ Tộc Thiên Thu Phúc Ngọc Trường. Cột ba là Mộc Xuất Thiên Chi Dục Đỗ Hữu Bản. Cột bốn là Thủy Lưu Vạn Thái Tổ Tăng Nguyên. Cột dưới có Chu Gian Giữa là Vũ Tộc Vạn Đại Trường Tồn Danh Thế Thịnh, Từ Đường Thiên Liên Hạng Tạ Đức Như Quang. Quân Tư và Đại Tư, bức quân tư ở giữa là Phúc Tổ Đường, bức đại tư dân cạnh bà cô là Hà Hữu Nguyên, bức đại tư dân cạnh ông Mãnh là Mộc Hữu Bản. Khung trên cửa trước ở giữa chữ Nho, hai bên chữ Quốc Ngữ khai lập năm Quý Mão Niên, kiến lập Nhâm Dần Niên. Ở đây là xin tóm tắt tất cả cái tổng chi phí xây kinh phí khi xây dựng, chi phí xây dựng là 612 triệu đồng, kinh phí mua sắm nội thất là 134 triệu 500 nghìn đồng, tổng kinh phí là 746 triệu 500 nghìn đồng. Đấy là tổng cái phần xây dựng của nhà thờ. Sau đây là tôi cũng nhường cho ban tổ chức, và trước khi nhường lời thì cũng xin chúc sức khỏe tới tất cả các cụ, các ông, các bà, còn cả cô đình chú bác và tất cả con cháu trong nội ngoại chúng ta sang năm mới một sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc, và sang năm mới đạt được nhiều may mắn trong công việc. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông Thế thay mặt cho ban xây dựng báo cáo kết quả xây dựng. Sau đây tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu cháu Vũ Trung Nguyên là trưởng họ Vũ lên phát biểu ạ. Cháu là Vũ Trung Nguyên, cháu xin chào các cụ ông các bà. Kính thưa các cụ ông các bà, cô dì chú bác, cùng anh chị em nội ngoại, ông bà là thông gia, nhân gia của gia đình họ Vũ, cùng toàn thể quý vị, quý khách trong phòng lễ, cháu đại diện cho tất cả anh em con cháu nội ngoại họ Vũ có ý kiến như sau ạ. Trong thời gian vừa qua được mẹ cùng các chú thím anh em họ hàng nội ngoại tập trung lại xây dựng được nơi thờ phụng tổ tiên, nơi tri ân tổ tiên. Đây là công trình không lớn nhưng cũng đáp ứng được lòng mong đợi của nhiều người trong họ, và cũng đủ để con cháu hàng trăm năm ngày dỗ Tết con cháu tập trung dâng hương hoa lên tổ tiên. Và cũng khẳng định mẹ cùng chú thím và tất cả anh em trong họ đã thực hiện cố gắng gặp mặt cho tất cả con cháu, xin hứa từ nay đến muôn đời sau và đời sau phải quản lý, bảo trì, duy trì được hoạt động đáp ứng lòng mong đợi của các cụ ông bà trong họ nhân dịp đầu xuân năm mới.
cháu xin chúc các cụ ông các bà cùng toàn thể các quý khách mạnh khỏe hạnh phúc. Cháu xin cảm ơn ạ. À, xin cảm ơn cháu Vũ Trung Nguyên. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Anh Đình, Chủ tịch Hội Vũ Võ tỉnh Bắc Giang, nguyên đại tá công an tỉnh Bắc Giang về dự với buổi lễ. Xin trân trọng giới thiệu và đồng chí nên phát biểu cùng mình. Kính thưa quý khách đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của xã Xuân Nương và các vị đại diện cho chi bộ và mặt trận thôn Nàn, bản Lam Cầu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa các anh, các chị, các cháu, họ Vũ Võ Anh nhà ta yêu quý. Hôm nay tôi rất phấn khởi và thực sự xúc động được về dự lễ khánh thành nhà thờ của chi họ Vũ tại thôn bản Nam Cầu, xã Xuân Nương. Được biết bằng công sức của bà con 19 Xuân Đình đóng để xây dựng được ngôi tử đường đẹp, uy nghi, đảm bảo tính văn hóa và tâm linh của dân tộc Việt Nam và của dòng họ chúng ta. Chúng ta thực sự xúc động được chứng kiến điều này. Trước khi có lời phát biểu trong buổi gặp hôm nay, cho phép tôi được thay mặt Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Giang xin gửi đến chi họ của chúng ta một tấm ảnh lưu hình của cụ tổ họ Vũ Võ được sinh ra và lớn lên tại mộ trạch Tân Hồng, Hải Dương. Và cụ sinh ra và tạ thế tại mộ trạch đến bây giờ đã được cách đây đã 1219 năm. Xin được mời đại diện của chi họ lên. Kính thưa quý vị, có thể nói sinh hoạt dòng họ đang là xu thế của giai đoạn lịch sử giai đoạn này, và thực sự nó góp công góp sức để xây dựng quê hương và đất nước theo đúng quan điểm đường lối của Đảng là xây dựng phong trào đoàn kết toàn dân. Mà quý vị đã đều thấy và đã chịu chứng kiến đều biết đoàn kết là sức mạnh, dòng họ cũng vậy. Có thể nói nhiều nước trên thế giới các dòng họ họ phát triển rất mạnh, và có thể nói là nhiều nhiệm kỳ họ chủ trì đất nước. Thế mà ở Việt Nam thì các dòng họ cũng bắt đầu được hình thành tổ chức và sinh hoạt từ những năm 90 của thế kỷ trước và đến giai đoạn này. Dòng hiện nay trên đất nước Việt Nam chúng ta theo thống kê không đầy đủ thì có khoảng trên 300 dòng họ khác nhau của 54 dân tộc anh em. Thế và ở Bắc Giang thì hiện nay chúng ta có một số dòng họ đã có tổ chức dòng họ và sinh hoạt từ thôn, xã, huyện, tỉnh và trung ương. Thì có thể nói là những dòng họ đang tham gia sinh hoạt đó là họ Trần, họ Vũ, họ Dương, họ Giáp, họ Thân, vân vân. Ở Bắc Giang là những họ mà hiện nay đang là sinh hoạt tương đối lẻ lết. Họ Vũ của chúng tôi thì có thể nói rằng là có được gốc tích mà mang tính lịch sử Việt Nam đã ghi nhận. Cụ tổ của chúng tôi trong bức hình là cụ tổ Vũ Hồn, sinh ngày mùng 8 năm 8 cha, xin lỗi sinh ngày mùng 3 năm 804 của theo lịch sử được ghi đến bây giờ là 100
1219 năm. Và khu cụ tổ của chúng tôi, của họ Vũ, là được lịch sử ghi nhận và là rất ít dòng họ có được tổ tiên mà bây giờ lịch sử tìm thấy gốc tích như họ Vũ. Tại khu quần thể họ Vũ Võ ở Hải Dương, ở bây giờ như là một khu du lịch, bởi ở đó có mộ tổ cụ Vũ Hồn và có đền thờ cụ tổ từ những năm 800 như vậy đến bây giờ. Đặc biệt tại khu này duy nhất Việt Nam có một làng đứng, tức là làng mộ trạch đấy, còn gọi là làng tiến sĩ. Thế kỷ 16, thế kỷ 17 và sang đến thế kỷ 18, các tiến sĩ đỗ đạt được nhà vua ghi nhận thì cái làng này gọi là tiến sĩ, thì có 36 cái bia đá ghi nhận 36 vị là tiến sĩ tại làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, Hải Dương. Và trong 36 tiến sĩ ấy thì riêng họ Vũ là có 29 trên 36 tiến sĩ. Đây là niềm tự hào và vinh dự của con cháu họ Vũ. Và họ Vũ đang phát huy truyền thống là gì ạ? Là nhân hậu, trí tuệ. Cụ tổ của họ Vũ được khu vực đó xây dựng miếu thờ từ khi cụ mất, bây giờ gốc tích vẫn còn nguyên. Đấy, và các tấm bia họ như vậy, con cháu hai miền Nam Bắc thường xuyên về phụng tổ hàng năm. Có thể nói là lịch sử dòng họ Vũ đã được chứng minh một cách rất rõ ràng. Thế và hiện nay thì ở tỉnh Bắc Giang chúng ta có hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bắc Giang từ năm 2005. Thế và sau đó thì có xây dựng đến hội đồng dòng họ cấp huyện và các chi họ xã thôn. Thì năm 2010 hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Lạng Giang chính thức ra mắt và hoạt động. Năm 2012, hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Yên Thế do ông Võ Việt Hùng làm chủ tịch cũng ra mắt và bắt đầu hoạt động. Năm 2015, hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Tân Yên ra mắt và hoạt động. Năm 2018, hội đồng dòng họ Vũ Võ huyện Yên Dũng ra mắt và hoạt động. Năm 2000, hội đồng dòng họ Vũ Võ thành phố Bắc Giang ra mắt và chính thức hoạt động theo mô hình tổ chức dòng họ từ cơ sở đến cấp huyện, thành phố. Và hiện nay trong phạm vi toàn quốc có 48 trên 63 tỉnh thành phố có hội đồng dòng họ Vũ Võ đã và đang hoạt động rất tích cực. Đứng đầu là ông Vũ Minh Giang, là giáo sư, tiến sĩ, nhà sử học Vũ Minh Giang. Hiện nay cũng thường xuyên xuất hiện trên các chương trình thông tin đại chúng. Báo Vũ Minh Giang đang là chủ tịch đương thời. Thưa quý vị, như tôi đã nêu ở trên, có thể nói nhiều dòng họ đã có tổ chức dòng họ và hoạt động rất ý nghĩa. Để làm gì? Để hướng về tổ tiên, cây có gốc mới lở cành xanh lá, người phải có tổ, có tông, và phải có trên, có dưới. Chính bởi vậy, hôm nay bản cầu chúng ta khánh thành được ngôi tư đường thờ tổ tiên, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được những phúc lành của những năm tháng tiếp theo đối với con cháu tại đây và con cháu đang học tập công tác ở các mọi miền tổ quốc. Nhân đây tôi cũng xin được nói câu tại sao nói là hội đồng dòng họ Vũ Võ gốc tích năm 804 bắt đầu thì là họ Vũ, đến thế kỷ thứ 17 ở khu vực miền Nam phạm quý từ đệm của chúa, bởi vậy cho nên chữ Vũ phải chuyển thành chữ Võ. Điều đó muốn nói rằng chứng minh họ Vũ
và Võ là một. Hôm nay ngồi đây có ông Võ Việt Hùng là người mang họ Võ, và nói như thế, và Võ Vũ là một, gốc tích là Vũ. Đấy là chính là như vậy, để chúng ta thấy được. Mà mới từ thế kỷ 17 thôi là ở trong miền Nam, các tỉnh phía Nam mới chuyển thành họ Võ. Đấy đó là như vậy. Thế mà hiện nay là hoạt động dòng họ trong phạm của họ Vũ Võ của tỉnh đấy, trong phạm vi tỉnh là được 5 trên 10 huyện thành phố có tổ chức dòng họ và hoạt động tương đối ý nghĩa và sôi động. Ý nghĩa là ý nghĩa ở chỗ nào? Ý nghĩa là chúng ta đã làm những cái việc, ví dụ như là hướng về tổ tiên như hôm nay chúng ta ở đây, và chúng ta cùng với làm những cái việc ví dụ như là mừng thọ các cụ từ 80 tuổi trở lên có bằng ghi nhận của dòng họ như là của Mặt trận Tổ quốc Trung ương. Và chúng ta làm công tác khuyến học, khuyến tài cũng có giấy khen, bằng khen như của nhà nước. Hoạt động dòng họ của những năm tháng vừa qua đã đem lại ý nghĩa rất thiết thực, và đặc biệt hoạt động dòng họ là hoạt động tự nguyện. Đã nói là tự nguyện thì tự nguyện tham gia, tự nguyện đóng góp. Tôi vô cùng xúc động bởi mỗi một xuất đinh như chúng ta chỉ có 19 xuất đinh thôi, mà mỗi xuất đinh 35, 36 triệu. Các cụ công, các bạn, các bác, anh chị em ở đây đóng góp được để xây dựng được một cái từ đường của nhà mình hôm nay thực sự là khang trang, thực sự là tâm linh, thực sự là ấm cúng, ấm lòng cho tổ tiên và ấm lòng cho những người đang sống ngày hôm nay mang họ Vũ Võ của chúng ta. Thưa quý vị, có thể nói như lúc đầu tôi đã nói, hoạt động dòng họ là xu thế của thời đại ngày nay. Rất mong các cụ công, các bà họ Vũ Võ nhà ta phát huy truyền thống nhân hậu trí tuệ của tổ tiên chúng ta, xây dựng dòng họ chúng ta theo tổ chức của dòng họ, để chúng ta có được ngày vui hôm nay, ngày vui ngày mai và ngày vui cho mãi mai sau. Kính thưa quý vị, trong khuôn khổ của buổi gặp mặt ống cúng này, tôi xin được dừng lời ở đây, xin được kính chúc quý khách đại biểu, kính chúc các họ ban, kính chúc các cụ công, các bà, anh chị em dòng họ Vũ Võ nhà ta, nói chung họ Vũ Võ nhà ta bản Nam Cầu nói riêng, mạnh khỏe, hạnh phúc, thực sự thành công trong cuộc sống, công tác và học tập. Xin chân thành kính chúc. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức xin tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Anh Đình. Thế và cũng xin báo cáo các đồng chí Vũ Anh Đình, xin lỗi ạ. Vũ Anh Đình ạ. Và thay mặt cho ban tổ chức xin kính chúc anh Vũ Anh Đình và anh em trong đoàn là một sức khỏe dồi dào nhân dịp năm mới, gia đình hạnh phúc và thành công tốt đẹp trong cuộc sống. Xin cảm ơn ạ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em nội ngoại, các ông, các bà là thông gia đại gia đình họ Vũ, cùng toàn thể các quý vị khách quý trong phòng lễ. Qua một buổi sáng, ban tổ chức khánh thành từ đường Vũ Tri Tập đã tổ chức thành công tốt đẹp các ý kiến phát biểu của ban tổ chức, của các quý vị đại biểu. Chúng tôi xin tiếp thu và ghi nhận và tiếp thu và chỉ đạo cái công tác cho các cháu sau này làm tốt hơn nữa trong công tác quản lý và bảo trì, duy trì hoạt động thường xuyên có hiệu quả. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các ông, các bà, các bậc thông gia trong dòng họ và trong bản, và các ông, các bà trong bản, các chi họ Vũ trong và ngoài xã, các đồng chí đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân, các ngành đoàn thể, ban công tác bản, ban công tác bản Mặt trận bản Nam Cầu, và cảm ơn hội họ Vũ tỉnh Bắc Giang, hội họ Vũ huyện Yên Thế và các anh em đồng chí, đồng nghiệp và bạn thân tình của các anh em, con cháu cùng toàn thể các cháu nội ngoại gần xa, và cảm ơn đội văn nghệ và các đồng chí phóng viên truyền hình chuyên trách, không chuyên trách và nhà không bạc nấu cỗ hút
Tùy, thị trấn Trại Cao đã có mặt nhiệt tình để giúp đỡ cho ban tổ chức thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn và xin kính chúc toàn thể các vị đại biểu năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn ạ. Danh thơm ghi sử nước, nay tử tôn tích học nối cơ nhà. Phụ tiên thờ kính mẹ cha, vũ võ đại tộc tinh hoa dõi truyền.
cây có gốc nảy cành xanh ngọn, nước có nguồn, bể cả sông sâu người ta sinh trưởng bởi đâu. Ý à. Người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng, sinh ra con cháu các hàng quê hoè thịnh vượng, thọ trường vương anh hôm nay nhân tiết ngày lành, cháu con vũ tộc tâm thành kính dâng. Ý à. Dâng lên bái yết tổ tiên, ông bà nội ngoại cũng là tư thân, ba tổ cô ông mãnh xa gần đều là huyết thống tình thân một nhà vũ tộc, con thiết lễ thỉnh khao. Ý ngày nay thiết lễ thỉnh khao, thỉnh mời tiên tổ hồi hương đáo đàn, chim tung cánh nương nhờ có tổ ngẫm chân hoàn, chăm họ gian lao nhớ cầu bách điệu quy xào, trăm khe nghìn suối dồn vào một sông. Ý à. Nhớ câu bách điều quý sao, trăm khe nghìn suối dồn vào một sông, ơn tổ tiên vun trồng công đức tụ tinh thần, vắng vắc ngàn thu nhớ câu âm thủy nguyên xưa. Ý à. Nhớ câu âm thủy nguyên xưa, ngọn mà không gốc cơ đồ vững sao.